Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Năm 2022, ngành y tế đã nỗ lực hết mình cùng cả nước kiểm soát thành công dịch COVID-19. Cả nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt theo nghị quyết số 128 của Chính phủ. Năm 2023, ngành y tế đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tập trung phát triển mạng lưới y tế cơ sở, giám sát kiểm soát tốt các bệnh lây nhiễm mới, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế cho người dân, nghiên cứu đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tặng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh Hưng Yên nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2.